trầu đất ơi, tao nói cuối tuần đi ăn buffet mà gặp cái cảnh tượng đông như này thì thiệt là vui quá đi. Buffet cái gì mà 7-7-49 món quá trời luôn nè mọi người ơi, mà giá thì lại rất là rẻ luôn nha. Nhìn cái quầy nước sốt ở đây là đủ biết chất lượng cỡ nào rồi, cỡ nào cũng chơi hết nha quý vị. Chỗ mà ngày hôm nay mình ghé đó chính là buffet hải sản Hoàng Gia, nằm ở trên đường Lũy Bán Bích gần nhà mình. Sò huyết, ốc tỏi, ghẹ tôm, ốc bu, cái gì cũng có hết mà được lấy tự do thoải mái luôn nha. Giá vé ngày thường là 219k, đặc biệt cuối tuần là 239k. Đặc biệt là đi nhóm trên 10 người sẽ được tặng hai cái lẩu đó nghe. Ngoài ra thì có rất là nhiều món đa dạng cho các bạn tự do lựa chọn. Riêng cái phần mà thịt ướp cùng với lại các loại sốt thì mình thấy ở đây rất là đa dạng luôn, tự do lấy bé ơi. Ngoài ra lúc nào cũng được phiêu lên liên tục cho nên khách đông cỡ nào cũng có đồ ăn hết, mọi người đừng lo nha. Mà hôm mình đi hên sao cuối tuần ở bên đây có tu hài nữa nè. Các món chủ đạo bên này thì gồm có tôm càng, hàu, mực, bạch tuộc, vú heo, ốc hương, sò huyết, ghẹ. Ngoài ra thì còn có sốt phô mai để nướng hàu nữa nha. Giá vé ở đây chỉ từ 219k đến cuối tuần 239k thôi. Ngoài ra trẻ em thì chỉ có giá 159k đến cuối tuần thì 179k. Giá rẻ như này thì mình không có đòi hỏi gì về hải sản ở đây luôn. Hải sản thì nằm ở mức tạm ổn nha mọi người. Trời ơi, hôm tôi đi có tu hài, mọi người biết không, em lấy quá trời tu hài lên em nướng mỡ hành luôn. Tao nói ăn cho xuống cái miệng chứ đi ăn buffet làm gì. Quán rộng rãi tận 2-3 tầng luôn, không gian mở cũng khá là thoáng. Nhưng mà em đề nghị nha, mấy anh chị chủ ở đây cho em xin dài cái quạt máy cho em mát thêm nữa nha, chứ mấy em ngồi đây mồ hôi em chảy róc rách. Các loại thịt nướng mà được ướp cùng với lại gia vị thì có hương vị khá là đậm đà, ở đây nói chung là nêm nếm đồ ăn vừa miệng. Ngoài ra hải sản thì các bạn tự do mà lựa chọn nha, mình có thể nướng cùng mỡ hành hoặc nướng cùng với lại sốt phô mai tùy ý. Còn ốc bu bự mập chà bá ăn nó đã lắm mọi người ơi. Trời ơi, bình thường tới đây là em thấy mấy gia đình đãi sinh nhật tầm chiều tối là đông full bàn luôn. Chỗ này nằm ở 135 Lũy Bán Bích nha. Mãi yêu cả nhà, I love you bạc bạc.